IELTS đó là chỉ chuyên ngôn ngữ thôi và có thể xét nhiều ngôn ngữ. Thì em mình gọi đó là language room ha. Trước khi mà cô Trang đến thì em có bỏ hết đồ rồi, trước đây là nó có thẻ rồi, nó có cả sách, nhưng mà em bỏ hết đi rồi. Trống không luôn. Đây là tiếng Anh ạ. Còn em muốn nói đây là tiếng Việt. Còn đây là cái chỗ mà để gọi là góc công nghệ đấy đúng không? Góc công nghệ đấy. Để bạn ấy tra cứu từ này. Vâng. Ok. Đấy, còn đâu, ví dụ như là đến từ cái khu này là chỉ nói tiếng Anh thôi, còn đi ra cái khu này chỉ nói tiếng Việt. Ồ thế ạ? Điểm hiện tại Alice là 4 tuổi rồi. Dạ. Có nghĩa là cái bạn ấy có 4 năm trải nghiệm tiếng Việt rồi. Dạ. Mình không phải lo nữa. Là nếu mà em có cái kỳ vọng là thêm một ngôn ngữ nữa, chị nghĩ là sẽ setup thêm ở góc này. Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay nhá. Dạ. Chị nghĩ là sẽ có góc tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Nhật ở đây. Dạ. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhá. Bắt tay vào thọ dọn dẹp thôi. Bao nhiêu công mệt quá. Nhưng mà rất là xứng đáng luôn chú ạ. Và cái ấn tượng đầu tiên của em về không gian mới này như thế nào? Thật sự là em phải nói wow, thật sự là em rất bất ngờ và cũng không nghĩ rằng là nó lại có thể đẹp đến thế đâu. Thực ra là đẹp là mình thấy về mặt thẩm mỹ thôi đã, nhưng mà chắc chắn là khi Alice hoạt động và có một vài bạn hoạt động cùng chẳng hạn, là nó sẽ là một không gian vừa chơi nhưng mà vừa mang tính giáo dục với con. Chúng ta lướt qua một chút nhá. Đây là không gian tiếng Anh, mình gọi là English Corner. Không gian tiếng Anh này sẽ bắt đầu từ cái phần này. Tuy nhiên là vì không có đủ chỗ cho nên là chị để cái phần chữ này nó ở đây. Nhưng chúng ta sẽ ghi theo thứ tự. Đây gọi là tiếng Anh hoặc mình theo Anh Mỹ. Thực ra Anh Mỹ đều ok, nhưng mà như chị nghe giọng của Jenny nói tiếng Anh thì chị biết là em mang cái màu sắc chất giọng Mỹ rất là nhiều. Vì vậy thì chị đã lựa chọn cờ Mỹ ở đây để thể hiện. Ở đây mình có chữ nhám này, có các trò chơi âm thanh này và có một số những cái hoạt động về nói ở trong tiếng Anh. Đương nhiên là các đầu sách nữa rồi. Thì toàn bộ đây là không gian tiếng Anh. Lúc nào em có thời gian em có thể xem những chữ này rất là đẹp đó. Wow. Đây là chữ nhám đúng không ạ? Đây chữ nhám đây, còn chữ này gọi là chữ di động. À, của chữ di động. Chữ di động này thì nó không bị xê dịch á. Thì khi mà con sẽ nhìn trong cái dáng chữ này, con đặt chữ vào đúng chỗ. Đây đang là mẫu mới đấy trên thị trường. Chúng ta đến với không gian tiếng Việt. Không gian tiếng Việt thì tùy theo cái chúng ta đã có những gì trong môi trường. Thì hiện nay là chị để một số thẻ ở đây thôi. Các thẻ này thì ví dụ là bạn bè, một anh chị lớn hoặc là ông bà mà cùng với con trải nghiệm trong không gian này cũng có thể nói chuyện được với nhau. Dựa trên những cái thẻ này, đây là những cái hình ảnh về mùa này, về một số dịp lễ Tết hoặc là những cái địa danh lam thắng cảnh ở khu vực Hà Nội hoặc khu vực miền Bắc của mình, một số đầu sách này. Chị gọi cái giỏ này, em có thể lấy cái giỏ này chúng ta cùng ngắm nghía một chút. Giỏ này thì gọi là giỏ thiên nhiên. Tức là tại sao học tiếng Việt lại có giỏ thiên nhiên? Bởi vì tiếng Việt là ngôn ngữ mà bạn ấy trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì ví dụ hôm nay hai mẹ con đi chơi về thấy một chút đất đá sỏi hay là cái gì đồ đấy thiên nhiên, thì mình sẽ đặt vào đây là mình có cái cớ, có cái lý do để mình nói chuyện được nhiều hơn. Dạ, cho nên là chị đặt sẵn ở đó. Ok. Còn góc bên này ngay sau lưng Tú Anh thì là góc, đúng rồi, đây là góc tiếng Nhật. Đúng rồi, góc tiếng Nhật thì cũng sẽ được triển khai tương tự như góc tiếng Anh. Và nếu sau này em muốn thì em có thể triển khai góc tiếng Việt cũng như vậy. Tức là không chỉ là dừng lại ở ngôn ngữ nói mà cả viết nữa. Dạ, đó, và nghe và viết. Đó, một số giáo cụ như chị có chuẩn bị cả sticker rồi một số trò chơi với gỗ ấy, để bạn phạt chữ cái. Đây là trò chơi đúng không? Đúng rồi. Cái miếng gỗ xếp gỗ này thì bình thường là mình chỉ dùng với cái tác dụng xếp gỗ thôi. Để rút. Đúng rồi. Mình có thể đặt thành một cái từ có nghĩa. À, được. Ôi, ý tưởng này hay quá. Và như mình có thể thấy là các cái lá cờ nó được đặt sẵn. Đây là một cái ngụ ý để mình sắp xếp một không gian cao hữu ích cho người nhất thôi. Và bản thân các bạn ấy cũng là cơ hội để các bạn ấy biết là sẽ không để lẫn đồ. Và cái người giới thiệu các bạn ấy cũng sẽ biết là mình sẽ di chuyển đến không gian nào. Ok. Và chị vẫn giữ nguyên cái không gian gọi là không gian công nghệ của em. Chắc là không gian công nghệ này sẽ phù hợp với tất cả bất kỳ tiếng gì cũng được hả? Tại vì là mình có thể lên mạng mình tra cứu. Bạn ấy có thể dùng iPad để tra. Dùng Google Voice. Ok. Cái phần tiếng Nhật em có thể thêm bằng phần tiếng Trung. Nếu như sau này em có muốn thêm tiếng Trung thì em có thể đặt một cái giá nhỏ ở đây. Những cái phần giá này là mình sẽ xoay vòng dần dần. Ví dụ như bạn học xong một chữ này thì mình xoay sang
bạn học xong hết rồi thì mình lại cất cái này đi và mình sang một cái chữ khác chẳng hạn. Cho nên chị không có bày hết, còn như không gian lớp học mà mình bày thì nó phải là mười mấy cái giá kệ ra thì nó sẽ nhiều quá, không cần thiết. Ok, ở cái phần cuối này sẽ là không gian viết đây. Di chuyển ra không gian viết nhất thì nó có nhiều loại viết á. Alice là tuổi 4 tuổi thì chị rất là vui vì em đã trang bị sẵn một cái bảng tường. Bạn sẽ có cơ hội được vận động các khối tay lớn của mình. Đồng thời thì bạn cũng có nên có không gian để vận động thêm những cái cơ gọi là những cái cơ gọi là vận động tinh á. Thì ở đây mình có các loại thiết bị viết khác nhau, bao gồm bảng phấn này, bảng phót và cả bảng mốc dạng nữa. Rồi là mình sẽ có cả bảng cát nữa. Và chị đã thấy là Jenny cũng chuẩn bị được một chiếc cát rất là thiên nhiên vào đây đúng không? Giả sử nhé, bạn ấy viết chữ O đi. Đây, mình có chữ O ở đây. Chữ O, nếu sau khi bạn học chữ O xong, bạn viết trên giấy ngán. Giả sử như này. Xong thì nhưng mà chữ O này là chữ thảo đúng không ạ? Đúng rồi, chữ thảo. Và nó có nét nối sẵn, vì sau này bạn viết thành một từ hoàn thiện. Đây, thấy ví dụ như bạn ấy sẽ viết chữ O ở trên này. Đó, rất là đẹp. Đó. Tức là cái trải nghiệm với chữ trên cát này rất là thú vị. Ok. Đấy thì hy vọng là tức là cái kênh viết nó không bị hạn chế bởi mỗi giấy không, mà nó sẽ có nhiều thiết bị, như mình đếm sơ sơ được 1, 2, 3, 4, 5 thiết bị khác nhau để bạn được trải nghiệm cái cơ tinh của mình. Thì hy vọng là nó sẽ là khởi nguồn cảm hứng cho bạn ấy, để bạn ấy bước vào lớp 1 được tự tin. Bạn đã biết thế thì cũng thì còn 2 năm nữa để bước vào lớp 1 thì quá rồi. Thực ra thì cái tuổi 4 tuổi này đã là cái thời gian mà vẫn còn kịp trong giai đoạn nhạy cảm. Thế thì hôm nay chắc là cái cả công cuộc gọi là cải tổ, gọi là renovate a bilingual home into a multilingual home. Bình thường là chị đến thăm các gia đình là sẽ giúp họ để triển khai từ đơn ngữ thành song ngữ, nhưng mà riêng nhà Jenny là đã có song ngữ rồi. Cho nên bây giờ mình triển khai là từ song ngữ thành đa ngữ. Hy vọng là các bạn cũng sẽ học hỏi được những kinh nghiệm mà mẹ Jenny, cô Jenny đã nỗ lực trong những năm qua để nuôi dạy em bé Alice của mình, và hy vọng rằng với những cái sự bổ sung tới đây thì môi trường đơn ngữ trở thành đa ngữ, và không chỉ là an toàn này, hạnh phúc này, tự lập này, mà còn dồi dào về các trải nghiệm về ngôn ngữ cho bạn ấy nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và rất hy vọng là sẽ được đồng hành với mẹ Jenny trong nhiều chương trình tiếp theo. Jenny có muốn gửi gắm một lời gì đó trước khi chúng ta chia tay không ạ? Cảm ơn các mẹ đã theo dõi, đồng hành cùng với cả và đến thăm nhà Jenny ngày hôm nay, và thật sự là thấy rất là đẹp đúng không ạ? Và có rất là nhiều cái nguồn cảm hứng để có thể dạy con, và chúc cho các mẹ thật là thành công, và các mẹ hãy kiên trì với con mình nhé. Xin chào.